Đi nha. Là cắt hết cái nhỏ nhỏ này thôi hả? Đúng rồi. Hai đứa dậy. Ủa sao tự nhiên tụi bay tỉnh dậy với cái tư thế rất là sexy vậy? Sao hai tụi bay đi làm nông với em tỉnh dậy đi. Dạ chào chú. Giờ mình phải làm gì chú? Chà. Xong mình gom nó lại hả chú? Chào lại nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi, con hiểu rồi, trời ơi, dễ dàng. Giờ làm hết này là được đúng không mọi người? Hai đứa tụi bay nhìn chị nè. Watch and learn. Hey. Trời ơi. Để cho em nè. Nông đất luôn á. Mày quá. Mày hay quá. Để em làm lại. Để tao. Tao dân ở đây. Hay quá, thôi thôi. Cái gì trái hút nó ra nữa. Dạ rồi, con biết làm rồi. Đất sáng chưa, nó dễ đứt rồi. Thôi đứt rồi kìa. Đứt rồi, đứt rồi. Đứt rồi. Yeah! Đất rồi nè. Nhưng mà lộn xộn quá à. Không biết đập. Rồi xong rồi. Lửa trên đầu còn nhà mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ cho chị tắm lửa nhiều vô cho con. Mẹ biết rồi con. Nè, chỗ này con vàng nè. Trời ơi, lửa gì mà không sạch. Để mẹ cắt thêm cho tắm lửa nha con. Mẹ đưa cho chị cái gì cắt cho. Nhiệm vụ của chị mà. Tự nhiên mình lo cho chị ngồi đi chơi con nè. Trời ơi. Để coi cắt được bao lâu. Cắt được cái gì. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ phải bóc ngay giùm tao đi. Ý là luôn tự làm đi. Ờ, tự làm mắc cười mà. Ơi tao bị hình như tao hơi bị chóng mặt á. Thì chóng mặt thì làm tiếp đi. Trời ơi, nhìn cắt mà thấy tức lòng ngực luôn. Trời ơi. Trời ơi, tao không có dâu gì nha. Tao thấy cày á, tao sáng rồi mấy cái. Trời ơi mọi người. Mọi người nghĩ sao? Không biết là một ngày mình làm cái này được 200 ngàn. Thì 200 ngàn nó mua được cái gì chứ? Tôi thấy là quá cực. Không biết 200 ngàn là mấy tiếng ta. Bé ơi giúp chị được không? Trời ơi con đi uống trà sữa nữa. Cho chị miếng được không? Em ơi đừng cho. Ủa không cho trà sữa luôn hả? Đừng cho em ơi. Không cho luôn. Kẻ xấu đó. Đi đi em. Người không tốt đâu em.
Thì ra mày chọn cái chết. Mấy nước rừng nào hả? Xanh nhỏ đầu đỏ đỏ đích dành xem. Ủa tại sao đá cho banh cái xanh nhỏ? Ai biết đó là cái câu mừng. Nhưng mà mày đá cái chai banh gì á chứ banh bình thường sao mà xanh nhỏ được? Em đâu biết đâu. Thì trái banh rồi xong đỏ cái đỏ. Con mẹ bán chè mẹ sợ chè ấy, mẹ bán khế mẹ sợ khế chua. Mẹ bán cua sợ cua đồng tự nhiên mẹ bán cua sợ cua ủa? Đồng. Ủa? Mẹ bán cua sợ cua kẹp mà. Tao nghĩ cua kẹp đâu lấy rồi. Mẹ bán cua mẹ sợ cua đồng. Không có con nào mà sợ cua đồng á, sợ cua kẹp. Mày có đi không? Con mẹ bán cua sợ cua kẹp. Con mẹ hơi đẹp là Mickey. Biết ngay, biết ngay, biết ngay liền. One hour later. Bắt đầu cảm giác đau rồi đấy. Sáng cái tay rồi. Không lấy tiền luôn rồi đi chơi nè. Dạ hả? Về đi. Không thích về, chút về. Đợi Thanh về mới về được. May là mày đẹp á, chứ không mày đã cho chết mặt mày rồi. Cái gì vậy? Only you. Vậy là không là gì trong cuộc tình này hết. Tao không làm thôi này, ừ. Cái câu chuyện của tao. Thôi kệ tao đi mày ơi, đi về. Giận đi. Mệt quá rồi, bỏ. Thôi đừng bỏ, tụi nó bỏ cuộc rồi anh. Đây bỏ cuộc, mệt quá rồi. Vậy là hai bạn tự bỏ đúng không? Có môn mình thi là thử thách thành công thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi đạo diễn. Thưởng tiền. Mày hô tiền. Đạo diễn không có xu luôn. Cái gì ít thôi ít ra đạo diễn. Ba đứa mà có 200 là ba đứa 200 sao chơi sao chị? Tại vì thử thách chưa có đạt được kìa. Sao không? Trời ơi. Bây giờ chỉ có nhiêu đây thôi, thử thách làm không ra cái gì hết trơn. Trời ơi, giờ đứa này kinh khủng quá. Trời ơi, ông đang ghê, ông đang ghê, ông đang ghê. Chị chơi không hồi trước.